Chào mừng quý bà con cô bác đã đến với kênh xe cũ của Khiêm Toyota Tân Cảng. Trước mặt bà con là một mẫu xe Xpander, quý vị. Xpander số tự động đời 2019 nha quý vị. Đó, màu trắng. Dòng xe này thì đứng tên cá nhân tại thành phố Hồ Chí Minh. Và hiện tại với số km chạy được là khoảng cỡ 37.000 km thôi quý vị. Đó, hiện tại Toyota Tân Cảng mới thu về nè. Thì quan sát tổng thể thì quý vị là thấy xe là còn rất là liền lạc, có camera gie, có hệ thống cảm biến gie. Đó, trên xe thì có một số vết xước nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà quý vị có thể thấy là xe còn rất là liền ha. Hiện tại thì dòng xe Xpander này á thì đang được Toyota Tân Cảng rao bán với mức giá là 592 triệu đồng quý vị. Đó, quý vị thấy không, giữa những khe cửa này rất là liền lạc nè, nhìn xe rất là đồng nhất nha quý vị. Đây, bộ vỏ này, mâm này, quý vị thấy không, còn rất là liền ha. Đó, đây quý vị có thể thấy này, vỏ mâm đó, nước sơn rồi còn rất là đẹp, nhìn xe còn rất là chất luôn quý vị. Đây, bên trong là nội thất của xe đây, với tông màu chủ đạo là màu kem nha quý vị. Xe mới về thôi, chưa có tiến hành dọn dẹp vệ sinh hay là làm công nghệ Marukuri gì hết. Khi mà bên Khiêm tiến hành dọn dẹp á thì xe này quý vị thấy là cái chất lượng xe nó sẽ nổi bật hẳn lên nha quý vị. Đây, cửa mở ra rất là chắc nha quý vị. Đây là số km quý vị nè, 37.754 km ha. Đây, trang bị đầu Android rồi. Đây, mà ra về đây quý vị. Đây, hình ha. Thì buổi chiều tại Toyota Tân Cảng thì hơi nắng, nên quý vị sẽ thấy là nó hơi chói nha quý vị, mong quý vị thông cảm ha. Đây, có hệ thống cảm biến áp suất lốp nè. Đây, đó, quý vị thấy không? Nội thất thì cái ghế thì nó hơi bẩn xíu, thì bên Khiêm sẽ tiến hành dọn dẹp vệ sinh lại. Nhưng mà đảm bảo quý vị, đây là một chiếc xe mà khi thu về Toyota Tân Cảng đã kiểm tra hết rồi, để cam kết cho quý vị là một mẫu xe không tai nạn, không ngập nước ha. Đó, 592 triệu đồng cho mẫu xe Xpander nha quý vị. Đó, quý vị có nhu cầu thì vui lòng gọi hotline, và nếu mà được thì dành ít thời gian ghé Toyota Tân Cảng để xem chi tiết mẫu xe này nha quý vị. Đó, cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.